Rồi thầy nói ha. Thì cái phần học của các bạn thì tổng quát lại xíu là mình là các bạn sẽ học bài nào cũng như vậy, phần viết mà nói bài nào cũng vậy, là sẽ có cái dạng là một cái lý thuyết là thường là bài của thầy với giám khảo. Rồi hai là cái bài cũ, cái đề cũ ha, nghĩa là mình sẽ lấy cái bài đã ra rồi nhưng nói chung chủ đề luôn cho các bạn học thực hành, chứ cho các bạn thực hành luôn. Rồi cái nữa là forecast, là cái đề đoán trong quý thì thầy cũng sẽ gom lại. Thì nói là đoán vậy thôi chứ thực ra là cũng chưa chắc nó ra đâu, nhưng mà có cái là mình sẽ lấy làm bài tập luôn ha, có mình sẽ lấy cái đó để làm bài tập luôn, là các bạn thầy cũng sẽ gom cái chung chủ đề cho các bạn học luôn. Đợt này là học kiểu gấp 3 ha, so với các bạn khóa cũ đó. Nói chung rồi còn quan trọng cái nữa là thầy soạn kịp, tại nhiều quá nhiều khi có khi là thầy ghi không kịp, nhưng không sao, cái vấn đề chính vẫn là cái bài lý thuyết của các bạn học, và các bạn cứ học cứng và mình sẽ tự vận dụng qua cái phần mà đề thi với lại đề đó ha. Nói gì nói chứ quan trọng nhất vẫn là cái khâu các bạn ôn bài nha. Thầy chỉ yêu cầu các bạn là cứ ôn bài cũ kỹ vô là được. Còn cái vấn đề bài mới thì như thầy nói là thầy sẽ cho cái đề thi cũ và phần forecast cho các bạn luyện tập. Nói chung thì các bạn khi đã cứng rồi thì các bạn sẽ tự làm được luôn. Thì tại vì cái hướng học của thầy cho các bạn là một có một kiểu thôi, thì các bạn học là cũng biết rồi, là các bạn sẽ bài này áp dụng bài kia luôn ha. Nhưng mà có một cái nữa các bạn sẽ đỡ mệt, đó chính là học từ từ thôi, mình sẽ không có gấp. Các bạn mà càng khá ha, thì gọi là các bạn càng khá thì đương nhiên phải học nhiều bài rồi, nhưng mà nhớ càng khá là càng phải nhớ thật tốt cái từ vựng và ý. Rõ ràng cái bài thì cho rất nhiều từ vựng nha. Còn các bạn cơ bản thì hôm trước thầy có nói rồi, là các bạn chỉ cần nắm tốt cái câu dễ là được, bổ sung một chút từ vựng là ok là đủ rồi, để tại vì các bạn chưa thi liền đâu, cho nên các bạn sẽ học kỹ. Còn các bạn khá thì phải là khô hết luôn nhé, và càng khá là càng phải học kỹ từ vựng luôn, để mới thì các bạn muốn thi cao điểm ví dụ như bên 6,5 7 trở lên đi, thì đó bạn chắc chắn là hầu như là ý tưởng phải hoàn chỉnh và từ vựng phải có và cứng luôn để các bạn mới thuyết phục được giám khảo trong cái phần hội chấm điểm. Càng khá là càng phải học bài đó, tại vì các bạn phải phải cứng cái phần kiến thức và từ vựng các bạn mới đi vô được chứ, à, mới vô phần bài thi được chứ. Rồi thầy vô ha. Nhưng mà các bạn khá thì được một cái lợi thế là cái lớp là thầy sẽ không bắt nộp bài nhiều giống như các bạn cơ bản. Nhưng mà những cái thầy sẽ không bắt các bạn là bài nhiều, bạn nào khá là biết rồi. Thì cái phần này là các bạn khá sẽ được gọi là cái phần nói với viết, là các bạn khá sẽ được tự do. Các bạn muốn nộp bài nào cũng được ha, muốn nộp nhiều nộp ít gì cũng được. Có cái là cái phải đạt yêu cầu, vấn đề là các bạn phải ở nhà phải chủ động ôn thành chủ động ôn rồi. Thì các bạn cứ tự do làm, bạn cảm thấy bài nào cần nộp để thầy kiểm, đã dung như các bạn thấy còn hơi mông lung hay cái gì đó cứ nộp để thầy kiểm lại. Nhưng mà nhớ cỡ nào cả khá với cơ bản thì đều phải ôn bài kỹ ở nhà hết, chắc chắn rồi, cái điều đó là có bằng cả rồi. Với cái thứ hai là các bạn khá là chắc chắn dù thầy cho tự do nhưng mà phải đảm bảo cho thầy điều lúc mà thầy kiểm tra lại có cái không mà làm lại bài cũ đó. Giống như hôm nay thầy sẽ bắt các bạn khá này, hôm nay có mấy bạn dán, thầy sẽ nhắn riêng ha, có các bạn sắp thi thì đi dán, thì đó là thầy sẽ bắt nói là bài cũ, nhưng mà biết là phải thầy hỏi là câu hỏi cũ phải nói được. Thì đây cũng đương nhiên luôn ha. Và đến cái tiết kiểm tra định kỳ, cái tiết kiểm tra định kỳ cũng vậy, thì lấy đề thi ra luôn, và đề thi thầy sẽ random hên xui không biết nó nằm ở đề nào nhé, là đề thi đã ra thường thầy sẽ ưu tiên là đề thi đã ra. Cái thứ hai là forecast, thầy đưa vô luôn. Cái thứ ba là trong Cambridge, Cambridge nó bốn kỹ năng đủ mà đó, thầy sẽ móc ra, nhưng mà thầy sẽ hướng cho các bạn nằm trong phạm vi dù là kiểm tra, nhưng thầy sẽ đưa vô trong phạm vi là chủ đề đã học nha. Còn câu hỏi thì khác nha các bạn. Vì vậy như thầy nói là càng khá thử mình biết, hay và các bạn nào sắp khá là phải chủ động, là phải ôn từ đầu nha, chứ không là tới đó quên rất là phí, thầy gọi rất là phí, chứ mà học rất là nhiều thầy cho rất là nhiều thời gian trước rồi đó. Giờ như Ngọc gì cũng khá nè, còn ráng kỹ cái vấn đề là ôn bài nhà cho thầy là được. Thì bé Như Ngọc là bây giờ là con cũng vậy, không không cần phải nộp bài thường xuyên cũng được, thầy sẽ không có nhắc như trước, cái này thì con chủ động được ha.
Cái bài còn làm thầy có kiểm rồi. Hầu như là bữa thầy đâu có gửi, có cái đợt thầy đâu gửi lại sửa rồi, tại hoàn chỉnh rồi, cho nên là thầy sẽ kiểm lại trong cái khâu là đó, trả bài cũ với lại kiểm tra là được. Nhưng mà nhớ làm đủ nha, bài cũ với bài kiểm tra thì kêu làm nhớ làm đủ là được. Biết sao không? Tại vì vậy nè, là lúc mà các bạn khá tốt rồi đó, thì các bạn sẽ được cái đó là các bạn tự do, tại vì các bạn cứ dành học, dành thời gian học bài nhà kỹ vô. Với lại để như vậy cho các bạn cơ bản nộp bài thì thầy sẽ dành thời gian rồi kiểm kỹ luôn các bạn cơ bản hơn. Nó có cái hay vậy đó, các bạn khá thì thoải mái hơn, tại vì các bạn khá là bài rất là nhiều, cho nên các bạn cứ học đi, không cần lắt nhắt đâu. Nhưng mà thời gian đó thầy sẽ dành cho các bạn cơ bản, và cái chính cái việc đó là các bạn cơ bản được kiểm kỹ hơn ở cái phần bài tập đúng không, và cái tiết thứ bảy chủ nhật nữa kiểm thêm nữa đó, thì sắp như vậy. Vậy thì các bạn cơ bản được được kiểm rất là kỹ, nhưng mà nhớ nộp bài đó, thì kêu nhớ học đừng vắng này là được rồi. Còn các bạn khá thì lúc mà thầy kiểm bài thì các bạn biết rồi, là chủ yếu là thầy sẽ hỏi lại câu hỏi giống như một hình thức là các bạn đi thi vậy đó, cho các bạn ôn là bài luôn, thầy hỏi thì cứ trả lời thôi, thầy sẽ nghe lại có vấn đề gì thầy sẽ nhắc lại nhé. Chứ các bạn khá thì hầu như là phát âm là tốt rồi thì có gì đâu, có gì chỉnh đâu, chủ yếu thầy sẽ nghe lại cái phần từ vựng với dùm ý, thầy sẽ hỏi lại em hỏi sâu hơn ha. Nói chung thì mỗi bạn là biết bản thân mình sao rồi, còn cơ bản hay thậm chí là yếu thì nhớ thầy kêu gì nhớ làm đó nha, chứ nhắc hoài thầy cũng không có thời gian đâu, với lại nhớ là bài đủ rồi. Ví dụ như các bạn kẹt gì đó thì nộp sau cũng được, dù nộp chung với bài mới cũng được, nhưng mình nhớ nộp. À để đi chút thầy chỉ, thầy chưa chị. Rồi, để thầy hôm nay mình học tiếp cái phần 2 đi ha. Với lại thầy nói nè, các bạn khá nào rảnh cứ trống cứ làm thêm cái này. Hôm nay thì thầy sẽ làm tiếp cái phần 2 là về chủ đề evolution với lại water pollution. Nhưng mà các bạn khá nào, tại vì thầy cũng chưa có kịp thầy ghi hết, thầy còn bổ sung thêm ha. À thầy nói là phần 2 hôm nay là các bạn sẽ nói về mô tả về vấn đề môi trường trong đất nước của bạn. Thì thực ra là cái này nó giống như câu hỏi câu 1 đó các bạn. À cũng y chang là cái câu 1 mình là có vấn đề gì trong đất nước của bạn hay không đó. À thì thực ra cũng y chang như vậy thôi. Nhưng mà đương nhiên thì phần 2 thì nó sẽ hỏi khác, nó sẽ cái câu hỏi kiểu khác. À thế để thầy nói là xíu đi ha, thầy nói phần 2 xíu đi. Là phần 2 này các bạn sẽ được giám khảo hội đồng thi, họ sẽ đưa cho các bạn cái giấy câu hỏi luôn. À như vậy luôn nè. Đó, thì là các bạn sẽ có 1 phút chuẩn bị, là họ cho mình cái bảng hoặc là giấy nháp là mình sẽ chuẩn bị luôn. À, nhưng nói chuẩn bị là để cho các bạn ghi được hoặc thôi. Nhưng mà nói gì nói chứ thì tốt nhất vẫn là 1 phút, thì đương nhiên sao chuẩn bị đầy đủ được thì chỉ có học ở nhà kỹ luôn. Vô đó thì là mình sẽ dành 1 phút để mình suy nghĩ, thì các bạn muốn ghi thêm cái bảng cũng được. À, muốn ghi gì đó chỉ ghi cái keyword thôi. À, ví dụ như là describe the environmental problem thì đó là it is, nó là cái vấn đề gì nè, ví dụ như là evolution đi đó, evolution thì đó là ví dụ mình ghi thêm là cars, vehicles or commercial vehicle gì đó, phần một mình có học đó. Giống như mình chỉ ghi từ khóa để chút nữa mình nhìn đó mình nói cho nó dễ thôi đó. Các bạn hiểu là gọi là key ra đó, rồi còn lại thì chưa kiến thức thôi chứ không gì hết, chứ 1 phút chắc chắn là không có kịp đâu, nếu mà ngồi suy nghĩ không ra đâu. Mình sẽ dành đó để mình ghi key, thậm chí là các bạn không ghi key cũng được, nếu như mình dành đó mình ngồi suy nghĩ 1 chút cũng được, suy nghĩ có vẻ nó nhanh hơn ghi key, tại vì khi hay không thì cũng phải nói cũng phải suy nghĩ, cũng phải trong đầu mình phát ra mình suy nghĩ thôi. Có cái ghi key thì cho các bạn có trình tự nó nhắc thôi, lời thiệt mà 1 phút đó mình dành mình ngồi suy nghĩ bài nó tốt hơn đó, kinh nghiệm luôn rồi. Các bạn hiểu rồi ha, các bạn muốn ghi cũng được, muốn ghi cũng sao. Rồi 1 phút chuẩn bị đó và các bạn sẽ nói trong 2 phút. Rồi còn phần thi ra sao thì bây giờ cứ học kiến thức trước cái đã. Thì bài này thì thầy cũng sẽ tách ra từng câu cho các bạn học kiến thức trước ha. Hôm nay thì vấn đề môi trường là một vấn đề ai cũng biết, tuy nhiên thì gọi là kiến thức mà lập luận thì thầy chưa chắc các bạn biết. Nhưng mà lúc mà thầy chỉ thì chắc chắn các bạn biết, tại vì vấn đề này vấn đề chung luôn ha. Cho nên bài hôm nay cũng mang tính chất, phần 2 này cũng mang tính chất hôm nay cho các bạn học luôn. Và còn cái phần bổ sung này các bạn nào khá thì các bạn thử làm thêm. Thực ra các bạn kiếm những cái bài học thuộc về các vấn đề này, các bạn kiếm là nó ra một đống luôn, wiki nó cũng rất là nhiều, nó rất là hay đó. Đó thì bạn nào kiếm được cứ làm ha.
Còn hôm nay thì thầy chỉ làm cái phần pollution, air pollution với water pollution thôi. Còn về ô nhiễm đất nè, soil, crowd, thiên tai nè, ha, lũ lụt, hạn hán, bão lỡ, sạt lở, bão lũ gì đó. Việt Nam mình nhiều, mình bị hay bị vấn đề này mà, mới có bão bữa nữa kìa. Ở miền Trung nạn phá rừng hay cái gì đó rất là nhiều ha, rừng U Minh Hạ gì đó. Thì bạn nào muốn làm cái khác cũng được, cũng có thể là cũng dựa theo cái lập luận hôm nay thầy hướng dẫn luôn. À, các bạn làm thêm cũng được ha. Nghĩa là thầy dạng hết tất cả nè. Dù mình có làm thêm một cái bài mới nhưng mà phải thủ cho mình kiến thức, một cái kiến thức, nghĩa là giống như phần một bữa thầy nói đó. Là câu 1 thì các bạn, thầy mới kêu các bạn làm hai ba ý, nhưng mà dù làm như vậy nhưng mà cứ nhớ một ý trước rồi nè. Các bạn được tự chọn, cứ lấy một ý nào đó các bạn thích là được. À, ví dụ các bạn cơ bản thì thầy kêu bữa lấy một câu ngắn là được rồi. Phía sau tại vì đây sẽ là kiến thức mình cần, ít nhất là mình cần có trước để mình xài chứ, để mình ra thi mình nói được chứ. Rồi còn những cái mà mình làm thêm là mang tính chất là như thầy, giống như thầy làm ví dụ là mở rộng thêm. À, chứ chắc chắn là không có nhớ được hết một lần đâu, chỉ có thời gian mới nhớ nổi thôi. Nhưng mà có cái là các bạn nhớ kỹ một cái thì nó sẽ là cái nền cho các bạn làm cái khác. Và như thầy nói thì những cái này xài writing luôn nhé. Đó, có cái hay như vậy là các bạn được xài được rất nhiều. Thầy chưa tính tới việc là phải xài cái câu cũ với lại câu forecast đó. Nhớ nha. Rồi, mình vô ha. Thì hôm nay tiếp tục thầy sẽ bổ sung kiến thức và thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn, thậm chí là hướng dẫn cho các bạn làm những cái đơn giản hóa này luôn. Rồi xong là mình sẽ nói. À. Thì nói gì đó, chúng nó thầy nói tiếp. Có thể mình làm tới tới 11 rưỡi luôn nha các bạn. Rồi còn ngày mai là tăng cường, là các bạn nào học tăng cường là vô luôn ha. Ngày mai thì mình sẽ qua phần 3. À. Rồi mình vô. Mô tả một vấn đề môi trường trong đất nước của bạn, bạn nên nói là vấn đề đó là gì, ảnh hưởng tiêu cực của nó là gì và điều gì có thể thực hiện để ngăn chặn điều này. Thì nó giống như là một cái vấn đề và giải pháp vậy đó. Bài này thì nhiều khi kiến thức hôm nay các bạn sẽ xài được cho bài nói về vấn đề và giải pháp. Có nghe, vấn đề môi trường là gì, xảy ra như thế nào và giải pháp giải quyết nó ra sao hả? Cho nên là kiến thức hôm nay xài được cho bài vấn đề và giải pháp nha. Nó cũng đã nói giống như nguyên nhân và giải pháp. Rồi vô từng cái ha, thì hôm nay như thầy nói là thầy sẽ đi cái air pollution với lại water thôi. Thì đương nhiên là đầu tiên mình phải đề cập trước ở what it is, vấn đề đó là gì. Cái này thì không có tiếng Việt ha, cái này thì thầy cho các bạn học luôn. Còn các bạn khá thì tự biết là các bạn chỉnh khác cũng được. Rồi. Rồi thầy sẽ đọc một câu dễ trước nha, câu này câu dễ. Trước khi mình đề cập vô cái vấn đề là gì thì mình sẽ học mình sẽ đi thẳng vô vấn đề luôn để cho giám khảo biết mình nói cái gì. Thì speak thì nó sẽ đơn giản hơn, writing. Rồi mình sẽ nói thẳng luôn ha. Đất nước của tôi đang đối mặt với vấn đề gì? Đang đối mặt với các vấn đề, cái này giống như cái bài vậy đó. Đang đối mặt với các vấn đề môi trường. Thì cái câu này các bạn quen không? Nó giống như cái từ encountering, cái này là đối mặt đó. Cái chữ đối mặt mình học rồi, ở bên trên có ha, facing, encounter. Đối mặt với các vấn đề môi trường. Cái này mình có thể cho thêm cái lý do tổng thể thôi, gọi là lý do tổng thể. Vấn đề môi trường các bạn biết xảy ra là do cái gì rồi đúng không? Vấn đề chung á. Cái này thì thầy cho ha, cái này mốt mình xài được writing luôn nè. Vấn đề môi trường là bởi do công nghiệp hóa. Rồi để thầy bổ sung thêm nữa, các bạn có biết thêm cái gì nữa không, cái nào mà có thể gây ra cái môi trường nữa đó. Công nghiệp hóa, dân số tăng mạnh, công nghiệp hóa dân số tăng mạnh đúng không, hiện đại hóa. Thực ra cái này các bạn kiếm trên Google cả đống luôn đó. Vấn đề môi trường là có những cái nguyên nhân chung luôn đó các bạn. Rồi thầy sẽ đọc một số cái ha. Cái này mình chỉ nói tổng thể trước nha, mình chưa có đi vô chi tiết. Học đi, writing xài đó các bạn. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sự gia tăng về dân số nè, quá nhanh nè. Đó. Con người tăng nhanh quá thì đương nhiên là các bạn biết rồi là vấn đề môi trường xảy ra. Đó. Rồi việc sử dụng các phương tiện.
Các bạn đưa ra cái tổng thể trước nha, để thầy ghi một số cái bạn các bạn muốn chọn cái nào chọn. À, ở trên có này, các bạn muốn lấy cái nào cũng được nè. À, ok nè, có này các bạn. Thầy ghi thêm cái tăng nhân số nữa ha. Đó, không lấy cái nào lấy các bạn. Tăng nhanh dân số hoặc là dân số quá đông cũng được. À, là tỷ lệ sinh quá cao đó. À, câu này thì dễ ha các bạn. Mình chỉ nói đầu tiên mình phải dẫn vào vấn đề trước. À, đất nước Việt Nam của tôi thì hiện tại đang đối mặt với một số vấn đề môi trường bởi do rồi cái này tổng thể ha. Và hôm nay tôi dự định sẽ nói về một trong những vấn đề đó, đó chính là ô nhiễm cái gì đó, à, ô nhiễm nước, à, các bạn muốn qua ô nhiễm mà không khí cũng được. Thì cái này những câu này các bạn cơ bản nên học theo trước này cho các bạn có kiến thức. Rồi sau này các bạn đủ là các bạn tự làm, còn các bạn khá là tự do ha, cứ nói đi, nhiều cách nói lắm nha, chứ không phải cái này không. Ví dụ như thầy gợi ý nè, à, vấn đề môi trường là một trong những cái vấn đề mà đáng báo động nhất trong đất nước của tôi, Việt Nam. Việt Nam cũng là con một trong những là nước đang phát triển và vấn đề này đương nhiên là không thể né được. Cho nên tay vừa rồi thì thầy dùng vậy đó. Và hôm nay một trong những vấn đề mà tôi sẽ mô tả, tôi sẽ chia sẻ với bạn đó chính là water pollution. Đó, cũng được vậy. Đó, các bạn khá nào làm được cứ làm đó. Thầy chuyển thành câu bị động đó. Rồi, còn các bạn cơ bản thì cứ học như đây trước đi. Các bạn còn cuối tuần sẽ được phân tích lại nữa. Rồi nói gì nói chứ thì speak là quan trọng nhất, vẫn là nhớ để nói nha. Chứ các bạn ghi cả đống vô không nhớ cũng vậy. Rồi thầy đọc thêm câu này nè. Câu này thì bạn nào lấy được cứ lấy, còn các bạn khá muốn xài xài. Đất nước của tôi, tại câu này là bên văn học thuật nha, thầy xài nó hơi dài chút. À, đang đối mặt với các vấn đề nguy hiểm. Đang phải đối mặt với vấn đề nguy hiểm bởi do vấn đề môi trường. Tại vì môi trường nó dẫn đến các vấn đề nguy hiểm mà. Và vấn đề môi trường này đi từ dân số công nghiệp hóa đó nha. À, con này nó hơi dài xíu nha, nhưng mà đương nhiên thì ăn được điểm từ vựng nữa, the hazardous condition, vấn đề nguy hiểm. Và mọi cái sinh vật sống trong đất nước của tôi là cũng đương nhiên đối mặt với đang đang bị đe dọa bởi do sự phá hủy môi trường sống đó, nó đang vô sâu thực. Và hôm nay chính điều đó tôi muốn bàn luận về một trong những vấn đề ô nhiễm, đó là air pollution. Rồi cái này bên văn học thuật cho nên nó dài là đương nhiên rồi, này nó giống như em ngồi thuyết trình đó. Còn cái này thì các bạn nói bình thường ha, cái này thì dễ rồi, nói chung câu nào cũng được. Ơi, đất nước của tôi thì đang đối mặt, các bạn tự đổi chữ đối mặt ha, biết rồi ha, vấn đề nguy hiểm bởi do vấn đề môi trường. Rồi công nghiệp hóa, rồi cái này thì giống là không có gì hết, rồi xuống luôn ha, chúng là câu đó các bạn tự viết nha, các bạn muốn chọn nào chọn. Rồi bây giờ thầy phân tích
hai cái, đó chính là air pollution và water pollution. Câu 2 thì nó hỏi rằng là tác động xấu mà nó tạo ra là gì? Evolution thì nó tạo ra tác động xấu là gì? Chỉ luôn ha. Từ vựng có sẵn hết rồi, các bạn muốn lấy nào lấy. Và đây là bên văn học thuật cho các bạn học đây. Thì cái này sẽ tách ra từng cái ý cho các bạn học cho nó dễ. Và cái hướng lập luận này các bạn thấy rất là quen. Giống như bên phần writing thì lập luận đó. Rồi thì đọc qua ha. Nó đang nói rất là rõ là cái tác động xấu mà cái ô nhiễm này tạo ra là gì. Rồi thầy đọc từng cái đi ha. Nhưng mà thầy sẽ gợi ý cho các bạn đơn giản hóa câu nói của mình. Và đương nhiên là hôm nay các bạn dừng. Vẫn phải viết ra ha. Rồi chút nữa tới thực hành thì thầy sẽ nói các bạn phần ghi lên bài vừa ra như vậy. Không sao, ví dụ mình thực hành một chút cũng được, không nhất các bạn cơ bản không nhất thiết là nói full bài đâu, còn các bạn khá thì ráng nói full bài thôi. Rồi thầy đọc nè. Evolution là một trong những vấn đề nguy hiểm trên thế giới, và chính cái điều này là ô nóng lên toàn cầu được tạo ra. Rồi vậy là evolution tạo ra nóng lên toàn cầu, và chính nóng lên toàn cầu dẫn đến thủng tầng ozone, và chính cái việc thủng tầng ozone đó. À chưa chưa, thầy nhầm. Rồi có một vấn đề tiếp nữa, đó là rất nhiều người, have crores of people, rất nhiều người là đang mất đi cuộc sống, có nghĩa là tử vong đó, chết đó các bạn, giảm tuổi thọ gì đó nói chung ha, bởi do những cái bụi bẩn trong không khí. Có ví dụ luôn, cái này là bên văn học thuật nha. Tại Việt Nam thì khoảng 60.000 cái chết mỗi năm là liên quan tới ô nhiễm không khí. Rồi con này để thầy đơn giản hóa lại cái nha. Rồi câu này thì nó dễ hơn nha. Đó, này cho các bạn cơ bản học trước. Evolution thì tạo ra hay là dẫn đến cũng được là global warming. Và chính global warming này dẫn đến đó, nghĩa là tiếp nối thủng tầng ozone. Rồi cái vấn đề tiếp theo là nhiều người chết nè. Là bởi do. Thì cái này các bạn biết rồi. Cái này bên ngữ pháp của các bạn biết, các bạn biết cái này. À bởi do những hạt bụi bẩn trong không khí, và tại Việt Nam thì khoảng 60.000 cái chết là có liên quan tới ô nhiễm này. Or related to evolution hoặc là evolution related cũng được nhé, cách nói nào cũng được. Rồi thầy giảng một lần bây giờ các bạn bạn biết có từ vựng này, các bạn đổi khác cũng được. Thì sau khi cái main idea mình nói về cái vấn đề tác động của evolution, mình sẽ nói vào reason ha. Thì tại sao có cái evolution nguy hiểm như vậy? Rồi cái này cũng kiến thức cho các bạn luôn. Còn câu trên thì các bạn muốn lấy cái nào lấy nha. Có thể đơn giản hóa lại đó. Mấy cái từ result in hoặc là leading to, không biết trên này có gì không? Dẫn đến
Để chút thầy ghi thêm ha. Nhưng mà các bạn cơ bản thì chưa có từ vựng, cứ học thôi, cứ học thêm mấy cái từ này dẫn đến một vấn đề gì đó, từ đồng nghĩa đó. Rồi lý do thứ nhất ha, ở đây các bạn thầy cho các bạn từ vựng luôn nè, kiến thức luôn nè. Khói trong nhà, khói trong nhà nghĩa là có ô nhiễm không khí mà trong nhà trước nha, tại vì nó sẽ chia ra là cái ô nhiễm không khí, cái khói trong nhà và khói bên ngoài, và khói trong nhà và khói bên ngoài. Khói bên ngoài thì các bạn biết là về phương tiện, công nghiệp hay gì đó. Khói trong nhà hay từ cái vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà, cái này thầy nghĩ các bạn không cần ghi thêm cũng được, các bạn ghi là indoor smoke là đủ rồi, không cần ghi thêm cái này đâu. Là vấn đề nguy hiểm cho sức khỏe, và chính nó ở trên mình mới giới thiệu vấn đề đúng không, mình đang giải thích lý do này là vấn đề sức khỏe cho người trong nhà đúng không, rồi và người này họ như thế nào mà nó phát sinh ra khói, thì các bạn biết rồi, trong nhà mình là có ai, mình hay sử dụng cái gì đó để liên phát sinh ra khói đó. Nấu ăn hay là những cái chỗ lạnh là nó có sưởi ấm ha, với sưởi ấm cái ngôi nhà của họ, với nè nguyên liệu, nhiên liệu khí bioga đó các bạn. Thực ra các bạn kiếm cái khác cũng được nha, có nhiều cái lắm, không phải cái này không đâu, các bạn tự đổi khác. Bạn nào có học reading là cái vụ củi đó, charcoal đó. Rồi thì cái nào các bạn đổi được cứ đổi ha, này than đá khí bioga ha, rồi biomass fuel này, hay bình ga. Hiện các bạn nên nhớ là hiện tại bây giờ các bạn nấu ăn trong nhà mà dùng bếp bếp ga, chỉ có bếp điện là không có phát sinh thôi, nhưng mà bếp ga đó, bếp ga nào cũng vậy, nồi lẩu hay gì đã đốt ga thì chắc chắn là có rồi, là nó đó ha. Khí tự nhiên là nó nhiều lắm. Rồi vậy thì cái lý do đầu tiên đó là indoor smoke gây ra vấn đề sức khỏe cho con người, mà cái người này làm gì để nó sản sinh ra, đó chính là nấu ăn hay là sưởi ấm ha. Mấy cái vùng là thì có thằng sưởi ấm, nhiều các bạn khó nhớ các bạn không cần ghi sưởi ấm cũng được, các bạn ghi nấu ăn cũng được, hay là các bạn có gọi là những lý do gì khác tự bổ sung đây mà, theo cái template, theo cái phần câu có thể có ghi này. Những người đó làm gì có sử dụng nhiên liệu, các bạn đổi được khác ha, ngoài việc nấu ăn. Bạn nào có thêm những từ đưa vô trong cái bài của mình, nó vừa có cái gợi ý sẵn cho các bạn mà vừa các bạn chỉnh được ha. Nhớ ngay cái indoor smoke bên trên các bạn không cần ghi thêm cái dòng là from house or evolution đâu. Các bạn đừng nhận hóa lại đi. Rồi tiếp theo đó chính là bên ngoài, thì cái này phần một mình học rồi. Thầy nói này, thật ra là mấy cái lý do như vậy đó, các bạn lấy cái phần một đưa xuống cũng được nhé. Thầy nói rồi, cái bài thường thầy sẽ cho giống nhau để cho các bạn dễ nói, mình xài lại kiến thức cũ. Đó, rồi sắp tới sẽ có cái phần, như thầy nói là sẽ có cái phần thực hành, thì chỉ lấy câu hỏi ra thôi, vẫn gợi ý cho các bạn nhưng mà thầy sẽ không ghi câu hoàn chỉnh cho bạn tư duy là cũ nói đó. Đó, cái đó bắt đầu là tư duy thiệt đó. Cái đó là không, thầy không hỗ trợ đó. Thầy không có ghi câu sẵn đó nhưng mà vẫn hỗ trợ cái phần gợi ý ha. Có khi thầy ghi tiếng Việt không cho các bạn chưa chưa cứng đó, các bạn có thể hình dung lại cái ý đó nói và dùng từ như thế nào ha. Nhưng mà thầy sẽ không ghi tiếng Anh cho các bạn ôm lại luôn, học học như vậy đó, vừa có hướng dẫn mà vừa có bài thực hành. Rồi thì cái phần mà khói bên ngoài câu 1 mình có rồi đó, ở trên có sẵn rồi ha, nhưng mà đây là một kiến thức mới cho các bạn học nè. Thì nhắc lại là cái reason 2 này các bạn lấy bên trên xuống vẫn được nha, các bạn kiến thức là một mà. Rồi ở cả thành phố và vùng nông thôn ha, thầy đọc thì thầy sẽ đơn giản hóa thêm, thì rất nhiều vấn đề sức khỏe xảy ra ha, xảy ra brought about là xảy ra bởi do ô nhiễm bên ngoài, ambient pollution chính là nãy indoor đúng không, cái này là tương đương với outdoor là ô nhiễm bên ngoài, ô nhiễm bên ngoài. Và chính cái vấn đề này được không được cảnh báo hay được báo cáo trong những năm gần đây tại Việt Nam. Rồi câu này cũng như vậy, các bạn đơn giản hóa cho thầy ha, đơn giản hóa thì các bạn chỉ cần ghi là a large number of cái vấn đề này
are brought about by cái này được rồi. Không cần ghi cái dòng sao ha, không cần ghi dòng sao. Thêm tôi bị đây ha. Are brought about. À. Hay là các bạn muốn ghi là nó bởi do cũng được, các bạn xài chữ bởi do, result bên trên lại đến được là result from ha. Result from, để chắc đi chúng ta ghi lại. Là vấn đề này gây ra result from hoặc là be caused cũng được luôn, are caused bởi cái này. Còn cái dòng sau mà các bạn khá lấy à, còn các bạn cơ bản không cần đâu, chúng ta phải ghi lại rồi. Và điều này là bởi do tiếp xúc với opposed to, tiếp xúc với. Thực ra là cái từ này nó cũng tương đương với chữ đối mặt đó các bạn, face, facing á. À, điều tôi các bạn biết rồi đúng không? Tương đương because of. À, từ đổi nha. Tiếp xúc với hay là đối mặt với cũng được. Những cái chất bẩn rất nhỏ ha, mà với số lượng rất lớn. Particulate hoặc là particulate matter. Được, như nhau hết nha. Những cái chất bẩn giống như là carbon này, CO này các bạn, carbon monoxide này, này là CO đó, khí CO đó, à. Và carbon dioxide, CO2, à, hóa học nha, là sulfur dioxide, SO2, được sản sinh ra bởi các ngành công nghiệp, lĩnh vực IT, factory, máy móc có mà máy móc có phát sinh ra CO2. Corvus strand thì cái này giống như bên trên nha các bạn. Và các phương tiện khác. Và chính nó là liên quan tới vấn đề. Và kết hợp với chứ, này kết hợp với tăng dần số. Thì thôi các bạn cơ bản rút gọn lại thôi ha, không cần nói hết đâu. Các bạn có thể nói đơn giản là điều này là bởi do đối mặt với, cái chữ đối mặt là học rồi đó. À, những cái chất này, cái này từ vựng học giữ, cái này giữ lại nha. Rồi ví dụ ra một cái cũng được. Dù không nhớ thì các bạn ghi carbon dioxide là được, CO2 đó. Rồi cái này là được sản xuất bởi cái gì đó là biết rồi. Lấy một số cái thôi. Các bạn nhớ cái chữ phương tiện thương mại không? Cá nhân thương mại đó, ừ, lấy cái đó xài lại. Thấy chưa? Tại nó xài lại mà, không cần ghi nhiều gì đó. Rồi để này đơn giản hóa lại. Đó dễ rồi đó, thì mới ghi lại đó. Ở cả thành phố và rural mà. Thành phố và đô thị thì trừ từ vựng trên các bạn đổi lại được ha. Thì rất nhiều vấn đề sức khỏe bị gây ra bởi nè, hoặc là đến từ cũng được, ô nhiễm này. Rồi lý do tiếp nối của nó là ô nhiễm này là bởi do ha, phải bỏ luôn cái chữ opposed to nè. Các bạn đổi thành because of gì đó cũng được nha. À, những cái chất này như là carbon, lấy cái thôi nha. Và chính nó là sản xuất ra bởi ai hay là thải ra bởi ai đó, bởi công nghiệp và phương tiện, dễ hơn con này, dễ đó mà các bạn cơ bản lấy cái câu dễ thôi. Và đương nhiên mình sẽ nói về hậu quả của nó mang đến và hậu quả cụ thể. Hồi nãy giờ
Nên nhớ là hậu quả đây là mới đề cập vấn đề sức khỏe thôi nha, nó gây ra nhiều hậu quả lắm. Thầy chưa có đẩy mạnh về vấn đề thủng tầng ozone gây tai họa thiên nhiên đó. À, cái đó tại vì gây nữa nhiều lắm, cái đó thầy bổ sung sao ha. Thì chính những cái này đó, chính những cái này gây ra, rồi học từ vựng nghe các bạn, từ vựng này mốt xài tới bài sức khỏe được nè. Này là cái gì đây? Cardiovascular, bệnh về tim đó các bạn, tim á, thuộc về tim á, tim mạch đó. And respiratory là phổi nha, bệnh về phổi và tim. Thì nếu nó cũng tương đương nghĩa với chữ heart and lung, lung thì si á, bệnh phổi đó. Trên đây thì có ghi hết rồi nha. Đó, các bạn muốn lấy nào lấy. Thì đương nhiên học càng nhiều càng tốt nha. Đó là cái nếu các bạn không nhớ thì heart and lung disease đó cũng được luôn. Nhưng mà chắc chắn là chữ này chữ chuyên rồi, chuyên về vấn đề medicine, về y tế rồi, về sức khỏe. À, thậm chí là ung thư hay là những cái bệnh về thần kinh, chronic disorder. Đó, gần có hết rồi nha. Rồi, à, thì đọc là chronic disorder, bệnh mãn tính nha các bạn, bệnh mãn tính là cái bệnh mà chuyển hóa đó. Rồi, để thầy ghi cái bệnh thần kinh ha, nó có bệnh thần kinh đó. Đó các bạn thấy chưa, thầy nói rồi cái từ vựng mà thầy cho các bạn học là nó sẽ xài được rất nhiều bài nha. Cái bài bên kia là bài về vấn đề chơi điện tử nữa nè. À, nó cũng là đụng với vấn đề thần kinh đó. Rồi ngồi nhiều là bị béo phì đó. À, chưa tính tới việc là các bạn biết là những cái triệu chứng mà có những game thủ mà chơi hàng tiếng hồ là bị trụy tim đó, bệnh tim đó các bạn thấy chưa, nó dính tới bệnh đủ thứ bệnh, giờ bệnh nhiều lắm rồi. Hiểu không? Cái này thì thầy ghi thêm các bạn, thực ra các bạn không cũng không nhớ hết đâu. Lấy một cái thôi được rồi. Ví dụ như nó là bệnh tim hay là bệnh này hay là bệnh ung thư là đủ rồi nha.
Còn cái rối loạn mạng tính thì dù không nhớ nó không sao nha, các bạn lấy mấy cái trên này được rồi. Và có một ví dụ cho cái hậu quả này ha, các bạn biết hướng lập lập luận của thầy giống như Riding rồi. Thì cái này tuy nhiên thì do speed thì các bạn không cần phải nói quá đủ nha. Thì cái này là các bạn nào nhớ được cứ nhớ, còn có thì thôi không sao, mình nói đến cái hậu quả là đủ rồi. Nó đã có từ vựng chuyên về sức khỏe mà sinh ra từ vấn đề môi trường là ok rồi ha. Rồi thầy đọc nè, nhiều cái tỷ lệ tử vong, death hoặc là mortality nè, bạn nào chơi game cái chữ này, fatal, nó có chữ fatal, chắc mà biết chưa, là fatality những cái chết trước trưởng thành là lúc mà còn nhỏ đó, và cái chết do người trưởng thành người lớn đó, có liên quan tới những bệnh nguy hiểm này là bởi do, cái chữ này cũng là bởi do luôn, be attributable to, bởi do vấn đề ô nhiễm những năm vừa qua. Cái này là ví dụ của bên học thuật luôn nha, bên văn bản học thuật luôn. Thì cái câu này các bạn muốn nói thêm cũng được nha, không bắt buộc, chủ yếu là mình có mấy ý chính mình trên là được. Và một cái nữa thầy muốn nói nữa nè, thực ra cái reason thứ hai này dễ nhớ hơn nha. Tại vì ô nhiễm thì thường các bạn biết quan tâm là chủ yếu bên ngoài đúng không, thì các bạn cơ bản có thể lấy một cái này là được, cái này là giống như cái phần một mình học rồi. Còn cái reason hai này các bạn muốn học thêm học không, không có không sao nhé. À, tại vì đúng ra nó 2 phút thì mình không có nói nhiều quá đâu, các bạn tự đơn giản hóa là được nhé. Rồi vậy thì cái câu hai này là mình đã đủ cái main idea, có reason đầy đủ ha, các bạn lấy cái thôi cũng được, speed thì không cần nhiều đâu. À, có hậu quả cụ thể luôn và nó đã đầy đủ về vấn đề từ vựng, thì thầy khuyên các bạn cơ bản lấy cái dễ thôi ha, là được rồi. Rồi làm đi các bạn, xong rồi thầy sẽ còn cái nước nữa, sorry các bạn, thầy đọc tiếp luôn ha, thầy giảng thêm cái nước đi rồi các bạn làm, các bạn muốn chọn gì chọn, quên còn cái nước nữa. Rồi thầy, nhưng mà thầy tóm lại cái phần ô nhiễm không khí trước ha, tóm lại cho các bạn dễ nhớ một xíu. Đầu tiên đó là vấn đề ô nhiễm không khí tạo ra global warming và chính nó dẫn đến thủng tầng ozone, hàng triệu người chết bởi vì ô nhiễm không khí tại Việt Nam cụ thể, quên nữa, cái này các bạn muốn nói thêm cũng được nha, cái này là ví dụ nhỏ cho cái phần này, các bạn muốn nói thêm cũng được, không nói cũng sao nha, nhiều khi các bạn khá cơ bản lấy cái ý trên là đủ rồi. Rồi ở Việt Nam thì nếu mà có ví dụ càng tốt nha, con số này đã được thống kê rồi, con số này đã được thống kê rồi đó. Ví dụ như ra thi mà các bạn hơi quên xíu, các bạn không cần đọc con số cũng được, ví dụ các bạn ghi là hàng chục ngàn, thousands cũng được, hàng ngàn, hàng chục cũng được. Tại vì ông Kim Khảo không có vụ, ông ảnh cũng đi kiểm chứng, không có đâu rồi đó. Rồi nhưng mà có ví dụ càng tốt ha, chứ ông thi với bao nhiêu người, người này xong qua người kia, người lấy tiền đi ngồi đi kiểm chứng. Rồi nhưng mà các bạn có thể nói tổng quát cũng được ha. Rồi hàng chục ngàn cái chết mỗi năm là có liên quan tới ô nhiễm không khí. Rồi ok. Và lý do thứ nhất đó là ô nhiễm không khí trong nhà gây ra sức khỏe cho người nấu ăn ha, hay là làm cái gì khác. Có sử dụng nhiên liệu, nhớ phải nhấn mạnh thêm sử dụng nhiên liệu ha. Rồi thầy cho thêm thằng cũ á, bài thằng cũ bữa đó. Rồi ô nhiễm cái thứ hai là ô nhiễm bên ngoài, thì cái này ai cũng biết, cả thành phố và nông thôn thì rất nhiều vấn đề sức khỏe bởi do ô nhiễm bên ngoài. Và ô nhiễm bên ngoài này là bởi do các chất như là carbon này, khí CO2, CO hay sulfur này, và sản sinh ra từ công nghiệp và phương tiện. Hậu quả là bệnh ha, bệnh tim và bệnh phổi, thậm chí là ung thư. Rồi ví dụ đây thì muốn nói thì nói, không nói cũng sao nha, tại vì dù sao trên đây cũng có ví dụ rồi. Water pollution tiếp ha, cái này thì nó ngắn xíu nè. Ô nhiễm nước được xem là một trong những cái vấn đề nguy hiểm ở nhiều nơi trên thế giới. Thật ra cái ý mà cái lập luận này giống bên trên nha, y chang luôn. Đặc biệt là những nước phát triển, nơi mà thiếu nước sạch. Và cũng như vậy, hàng triệu người ở cả vùng nông thôn và thành thị phải đối mặt với nguy cơ bị nhiễm
à, nhiễm bẩn, bị nhiễm, nhiễm độc, nhiễm bẩn rất là cao, contamination là nhiễm bẩn nha, liên quan tới chất bẩn trong nước. Rồi đợi xíu, đừng hoa lại. Rồi cái này dễ hơn nè. Ô nhiễm nước là vấn đề nguy hiểm ở nhiều nơi, đặc biệt là nước kém phát triển. Nước nghèo đó các bạn. Từ vựng này như có chữ nước nghèo thì đây mới có ghi chưa là. À có luôn nè, đó các bạn đổi đi chữ này. Người nghèo thì đông lắm cho nên nước nghèo cũng đông. Nghèo hiểm thầy vậy đó. Rồi rồi à, hiểu rồi ha. Cái này thì lý do. Rồi cái này do mình đang nói bên nước của mình thì thầy vừa là ví dụ vừa là lý do luôn ha. Thầy đọc luôn. Tuy nhiên các bạn nếu mà biết cái chỗ khác thì cứ đưa vô dựa theo cái gợi ý và từ vựng đã dùng các bạn đổi được mà. Ở miền Bắc Việt Nam nè, xung quanh Hà Nội nè, Sài Gòn cũng bị luôn nhé. Nhưng mà đây là văn bản nó có nghiên cứu ở Hà Nội, thầy lấy xuống luôn nè, chỗ Hoàng Hồng. Có bằng chứng về nhiễm, nó đi từ cái nhiễm nướng là đây gọi là nhiễm thạch tín nè các bạn. Nè các bạn bấm thạch tín là biết rồi. Trong nước uống ha. Hay là các bạn muốn đổi sang kim loại nặng cũng được nha. Để chút nữa thầy ghi thêm trong kim loại nặng cho các bạn. Hôm qua mới ghi chú rồi thầy chữ ghi lên kim loại nặng ha. Đó có này các bạn, cái này chắc chắn ai cũng biết rồi. À, trong nước uống nè, và có ví dụ cụ thể là khoảng 7 triệu người sống ở khu vực này là bị nhiễm nhiễm độc cái chất thạch tín, vừa là lý do vừa là ví dụ, tại vì cái này nó hỏi đất nước mình mà. Tuy nhiên thì các bạn nếu mà tìm hiểu được ở vùng khác cứ đổi vùng khác cũng được, Sài Gòn cũng bị mà. Rồi hậu quả là gây ra ha, từ khi hay là bởi vì cái mức độ thạch tín ngày càng tăng đó, elevated increasing ha. À, mức độ ngày càng tăng và chính nó gây ra, từ khi cái mức độ thạch tín này gây ra những cái vấn đề ung thư ha, rồi vấn đề về thần kinh nè, da nè, thì đây chính là vấn đề rất là nghiêm trọng. Thôi các bạn ghi gọn được rồi, các bạn cứ nói thẳng là thạch tín, nhiễm độc thạch tín thì gây ra bệnh này giống như bên trên là đủ nha. Rồi thầy đọc tiếp ha, thì cũng như vậy phần này nó dài cho nên các bạn có thể lọc ra một cái lý do là được, không cần nhiều đâu. Mặt nước ở những con sông bị ô nhiễm bởi chất bẩn hữu cơ. À, như là dầu nè, rồi chất rắn nè, solid nè, những cái chất rắn nè. Từ những cái nước không xử lý thải ra bởi công nghiệp và hoạt động. Thì thực ra các bạn thấy cái cách lập luận nó giống như phần bên trên là thầy nghĩ, phần trên trên cái thầy nghĩ phần này câu này vẫn là dễ à, nhưng mà chắc để thầy ghi dễ là xíu nữa. Và hậu quả là nó dẫn đến rất nhiều vấn đề âm môn tơ thiều hoặc là chắc chắn là vấn đề với căn bệnh thuộc về nước, waterborne là bệnh ra sinh trong nước nè. Bạn nào có học về bài bàn khá này, thầy nói bàn khá này, các bạn khá nào có học về cái bài mà trà, bài đọc á, reading nói về trà gì đó, thương mại trà của Trung Quốc sang các nước châu Âu đó, nước Anh và Nhật đó, à, nhớ cái bài này. Thầy nói rồi, từ vựng sao là waterborne disease nè, bệnh trong nguồn nước nè. Và có liệt kê ra luôn các bệnh gì. À, cho các bạn học luôn ha, cái này các bạn nên học đi. Ờ, cái nói chung là ô nhiễm nước thì nó dễ hơn nè, ý nó ngắn hơn. Và cũng như vậy các bạn cứ lấy một cái cũng được, dường như reason nào các bạn dễ nhớ đưa ra. Cái dưới đây chắc nó dễ hơn. Cái vụ thạch tín thì nhiều bạn không biết đâu, nhưng mà
cái bệnh mà gọi là những cái chất ô nhiễm mà nó gây ra cái bệnh này thì ai cũng biết. Rồi, làm đi các bạn, cứ làm ra ha. Các bạn cứ đơn giản hóa lại và phải ghi thêm kìa. Có bạn nào biết cách mà ghi bài ở trên cái Google Drive các bạn ghi sẵn không đây? Còn bạn nào chưa biết thì thôi để thầy chỉ luôn, chỉ luôn đi các bạn làm giúp nó luôn. Vậy này thầy chỉ nè, là các bạn biết biết xài Google Drive đúng không? Là các bạn tạo một cái file Word giống như này, bấm lên y chang thầy vậy đó. Rồi các bạn cứ ghi thôi, mỗi câu hỏi thì các bạn ghi ra câu trả lời giống như cách thầy làm thôi, chứ không gì hết. Bạn nào ghi, trả lời 2-3 câu thì ghi 2-3 câu. Phần ai cũng như thầy làm luôn đi ha. Rồi. Rồi, nói chung cứ ghi như thầy làm đi. Rồi chút nữa lúc mà mình xong bài á, các bạn sẽ chia sẻ qua mail. Chia sẻ là được rồi ha. Chút nữa thầy đưa cái email các bạn chia sẻ để chút nữa thầy bấm thầy coi luôn. Coi các bạn nói gì. Ok ha. Rồi ghi cho thầy cái này trước đi. Cứ ghi đi, bạn nào chép lên chép lên trên cái Google Drive sẵn luôn đi ha. Hay muốn làm gì đó cũng được. Nhớ là chút nữa có xe là cho thầy coi là được. Rồi làm đi các bạn. Đó cái từ mà đối mặt á, từ vựng cũ đó các bạn.
Đó, phải có đơn giản hóa rồi đó, các bạn muốn xài câu dễ cho nó dễ nhớ cũng được. Nhớ là cái consequence này, cái dòng trên ví dụ khó nhớ các bạn khỏi ghi lại cũng được ha. À, dẫn đến nhiều vấn đề với bệnh trong nguồn nước. Có thể nó sẽ khó nhớ cho các bạn cơ bản. Các bạn cứ nói thẳng câu này dưới đây rồi vậy. À, có những cái chứng bệnh ha, hay là bệnh này gây dẫn đến cái gì đó cũng được. Ghi thẳng cái bệnh luôn. Các bạn có thể ghi thẳng luôn là cái này dẫn đến là cái nhiễm độc này, dẫn đến bệnh này là ok. Rồi thì các bạn cứ làm đi, thầy tóm lại lần nữa đi ha, cho các bạn dễ nhớ. Là cái ô nhiễm nước là vấn đề ở nhiều nơi, đặc biệt là nước kém phát triển. Thì có hàng triệu người là đối mặt với nhiễm độc trong nước ha. Lý do là ở một số khu vực tại Việt Nam thì có nhiễm arsenic, nhiễm thạch tín trong nước uống ha. Rồi. Hậu quả là cái arsenic có thể gây ra bệnh cancer hay là neurological, thần kinh và da ha, vấn đề bệnh. Lý do hai thì là sông ha, các bạn muốn cho thêm hồ suối gì đó cũng được, bị nhiễm độc bởi chất hữu cơ. Rồi, mấy chất này ha được thải ra bởi cái này, rồi hậu quả là dẫn đến bệnh này ha. Nó cũng dễ nhớ mà, nhớ kỹ thì ta mà xài writing luôn á.
Rồi cứ ghi ra các bạn, bạn nào muốn nộp thì cứ ghi, các bạn cứ ghi sẵn lên trên các bạn cứ ghi sẵn lên Google Drive luôn ha. Còn bạn nào muốn nộp thì copy chuyển vô đây thêm cũng được để thầy coi ha. Giống như bữa là cho các bạn cỡ 5 phút ha, ngồi viết viết từ đầu tới cuối đi, viết từ đầu tới đó đi, rồi bắt đầu thầy giảng cái khúc kia xong ha, rồi nói. Chút nữa này thì các bạn cơ bản dễ, hôm nay thì các bạn cơ bản muốn nói ý nào nói thì cho hết, làm quen trước mà. Còn khá thì nhớ nói full ha. Bé Ngọc chúng nó full đi. Hình như Ngọc thì đáng nói nhiều nhiều vậy, nó full luôn.
Để chút chút thì chỉ cho. Ghi đi ha các bạn, tại vì mình chỉ còn cái cuối đó là cái giải pháp thôi. Giải pháp thì chút nữa thầy đọc cho các bạn học luôn, vì nó mình sẽ có cái bài tương đương, cái phần hình phần viết cho các bạn học được ha. Rồi chuẩn bị tiếp theo ha. Hôm nay bài cũng nhiều thiệt chứ. Giống như cái bài này thầy nói nè, bên writing mình có phần trùng nè, giải thích một số vấn đề môi trường mà con người phá hủy nè, nó cũng là vấn đề môi trường mà nói chung là chủ đề luôn á. Con người ảnh hưởng lên môi trường như thế nào đó, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước rồi rác thải sinh hoạt, xả thải này nọ nữa đó, cái gì rồi chính phủ và người dân làm gì để giải quyết nữa, cũng là giải pháp đó, cho nên thầy mới nói là trúng rồi, gọi là trúng đề nữa. Mặc dù trúng đề nhưng mà cách viết nó vẫn vẫn có cái từ vựng mới vẫn khác nha. Rồi thầy qua cái giải pháp luôn nha, mà cho các bạn làm cho nhanh luôn. Ví dụ như không 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 chịu thực hành hết thì mình sẽ lấy cái tiết tăng cường ngày mai thực hành luôn. Bạn nào biết biết học tăng cường là biết rồi ha. Còn các bạn nào của bên lớp nền tảng là thứ bảy chủ nhật được thực hành luôn. Bữa đó thì thầy giảng ngữ pháp xong là các bạn thực hành luôn. Tại vì mình có nội dung sẵn rồi mình nói luôn, nói thẳng luôn. Là thế được thứ bảy chủ nhật, nghĩa là thứ sáu bảy chủ nhật luôn. Sáu sáu là tăng cường của các bạn trung bình và nâng cao ha. Thì thầy giảng một phần ba rồi nói tại chỗ luôn. Còn các bạn nền tảng thì nói thứ bảy chủ nhật nói. Nhưng mà nhớ nhà ông bài nha. Ôn bài là các bạn lại quên nữa, cho nó ngập ngừng nữa. Rồi. Để chút thầy coi ha Quỳnh, thầy chỉ luôn bây giờ. Rồi cái phần này thì thầy chưa kịp tách từ vựng, cho nên thầy giảng luôn cho các bạn lắm. Chút nữa thầy vẫn đưa thêm cái link của cái bài này, mặc dù chưa học nhưng mà thầy sẽ đưa đưa cho các bạn coi, coi nghiên cứu luôn. Để tới đợt trùng bài là coi như trùng bài này là các bạn được học luôn. Và còn bài môi trường khác luôn ha, cả các bạn khá và các bạn cơ bản chưa học luôn nhé. Đó, cái bài đề đó thầy sẽ đưa vô cho các bạn học luôn.
cái này nhiều bạn khác, cái đề mà thầy nói á, cái đề đó á, và cái đề mà ra thi đó là nhiều bạn khác cũng chưa học luôn, cho nên là chính bài này xài cho bài đó luôn nha, xài cái bài có luôn. Còn cái bài lý thuyết này thì một số bạn khác biết rồi, nhưng mà đã chung đề là mình xài hết nha, từ bài này qua bài khác luôn. Rồi giải pháp là gì ha các bạn? Rồi giải pháp thầy cho ha, thì cái này tạm thời thầy chưa kịp phân tích hết giống như mình chưa, cho nên là thầy đọc ha cho các bạn. Cái này các bạn tự ghi được ha, tự rút gọn lại, tự rút gọn lại được, tự ghi lại được nha các bạn, do thầy chưa kịp phân tích á, các bạn cứ ghi lại được. Còn bây giờ thầy chỉ đọc trước thôi, rồi thầy sẽ phân tích thêm giống như bên trên, đơn giản hóa lại đầy đủ nha. Rồi có những giải pháp thầy đọc qua luôn lần ha, giải pháp của cái phần ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước nha các bạn. Rồi giải pháp có thể để thực hiện là giải pháp gì? À thì có nhiều giải pháp mà có thể được thực hiện để giải quyết, để giải quyết ha. Cái chữ giải quyết nhiều chữ lắm nha các bạn, tackle, mitigate nhiều lắm, address, solve, chữ này nhiều lắm nha, cho nên thầy vẫn sẽ còn để em dấu màu cam để thầy phân tích thêm. Rồi sẽ cho một vài một đống chữ giải pháp luôn, bên đây có nè, bên đây các bạn nghiên cứu làm luôn, nghiên cứu lấy từ vựng luôn đó, đóng luôn. Thì nói rồi bài bài này sai bài khác nè, giải quyết những vấn đề này cụ thể là do nó hỏi về giải pháp, mình nói về giải pháp cho nên mình sẽ liệt kê từng giải pháp và từng giải pháp đó là sẽ mang đến kết quả như thế nào. Có một số giải pháp mà có thể thực hiện để giải quyết vấn đề này. Thứ nhất là chính phủ có thể đưa ra cái luật để giảm thiểu về phát thải ha, từ nhà máy, hoặc là yêu cầu các công ty sử dụng năng lượng tái chế từ cái năng lượng thay thế, các bạn biết rồi đúng không? À, nó còn từ vựng khác đó, năng lượng có thể tái tạo này, năng lượng thay thế, nó alternative cũng được. Cho nên cái này thầy chưa ghi từ vựng nha, thầy còn ghi nữa cho các bạn. Nhưng mà bên bài này có nè, thầy sẽ đưa thêm cái link cho. Từ solar wind water power thì cái này ai cũng biết đúng không? Chữ ý tiếng Anh thôi chứ tiếng Việt các bạn biết hết rồi. Là chính phủ sẽ đưa ra luật để giảm phát thải từ nhà máy, rồi và yêu cầu nhà máy sử dụng năng lượng thay thế. Hồi họ đồng thời cũng áp đặt thuế impose green tax on driver and airline company. Cái bài này, cái ý này của giám khảo nha, thầy cho các bạn học luôn đó. Còn ý của thầy để thầy bổ sung thêm. Áp đặt thuế xanh, thuế môi trường đó các bạn, bên mình gọi là thuế môi trường đó, lên các tài xế nè, những cái xe tải lớn hay là những cái xe lớn mà phát thải nhiều là có thuế môi trường. Và đương nhiên là khi mà các bạn đưa ra cái giải pháp thì thường mình sẽ kèm theo kết quả. Giống như ở trên là vấn đề thì sẽ kèm theo tác hại đúng không? Hậu quả. Thì giải pháp thì đương nhiên sẽ kèm theo kết quả. Rồi thì người ta thì đương nhiên là áp đặt thuế đúng không các bạn? Kết quả thì các bạn muốn lấy cái nào cũng được. Người ta sẽ khuyến khích là sử dụng public transport là kết quả của việc áp đặt thuế xăng. Và ít đi máy bay hơn. Tuy nhiên thì thầy nói rồi, các bạn không cần phải nói đầy đủ nha. Các bạn thích cái nào thì cứ lấy cái đó tóm tóm gọn lại được. Phần này thì còn tóm lại nữa mà. Và cho nên là kết quả cũng mang đến là giảm phát thải này. Rồi đồng thời các cá nhân cũng có trách nhiệm về cái tác động của chúng lên môi trường. Chứ họ có thể đi phương tiện công cộng và sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường. Là xe điện đó các bạn, xe điện hay xe đạp đó. Eco-friendly vehicle, từ vựng chuyên chủ đề môi trường là chắc chắn rồi. Conventional vehicle là phương tiện truyền thống, là xe hơi, xe tải đó, xe hơi, xe máy của mình đó. Rồi cũng như vậy các bạn có thể tóm tắt rút gọn lại nha, không cần nói cái dòng này đâu. Các bạn nói thẳng luôn người dân làm gì. Ở trên là chính phủ làm nên người dân làm. Người dân thì nên trang bị
những cái hướng dẫn về việc chăm sóc sức khỏe ha, đặc biệt là đeo khẩu trang gì đó rồi xịt mũi gì đó, tiếp xúc khi mà tiếp xúc với khói thải ha. Rồi cái này các bạn lấy cái thôi, thấy dễ thôi. Thực ra là nếu mà các bạn nói về vấn đề mà giảm thiểu tác động của môi trường, các bạn bấm lên Google nó rất là nhiều đó. Các bạn có thể tham khảo đưa vô ha. Để nói là phần này thầy sẽ còn liệt kê lại cho các bạn, nó còn nhiều lắm, thầy chưa ghi hết. Thầy sẽ tách ý ra cho các bạn dễ hiểu hơn. Giờ thầy tóm lại cái này đi, tóm lại những ý chính các bạn có thể rút gọn lại. Có những giải pháp đó, measure hoặc là solution có thể được thực hiện để giải quyết vấn đề này. Ừ. Đương nhiên là cái câu giống như là main idea thì các bạn cần có. Đầu tiên là chính phủ là đưa ra luật nè, hạn chế nè, hay là bắt buộc công ty sử dụng năng lượng tái chế nè, rồi đưa ra thuế cho người lái xe cá nhân nè, hãng hàng không ha. Dù mà khó nhớ, các bạn lấy cái thuế xăng đó là thuế môi trường lên người lái xe được rồi, và từ đó người ta sẽ đi phương tiện công cộng nhiều đó. Rồi giảm thiểu phát thải, rồi cá nhân thì sử dụng phương tiện là đương nhiên là có thể sử dụng nè, phương tiện thân thiện môi trường như xe đạp, các bạn có thể ví dụ là xe đạp hay xe điện cũng được, bike hoặc là electric car cũng được ha, thay vì là sử dụng phương tiện truyền thống. Còn ký sao các bạn muốn nói cũng được, cái này thầy nghĩ chắc không cần, nó hơi dài. Và cái này là của không khí nha, tại này nó nói về ô nhiễm không khí, còn qua đây là giải pháp cho vấn đề ô nhiễm nước. Cái này thì mình không canh theo tự, này speed thì mình canh được phút đó, 2 phút, giờ nó phụ thuộc vào tốc độ nói của em nữa. Cách nên nhớ 2 phút đó là bao gồm, nó sẽ tính điểm nhiều cái nha các bạn, nhưng mà nói một cái tổng thể chung các bạn nói nó cũng ăn thua ở kiến thức các bạn giờ khác. Rồi có chúng đề hay không đề đó, các bạn có kiến thức tốt hay không về từ vựng, ví dụ như vấn đề nào mình biết nhiều mình sẽ nói nhanh hơn. Đương nhiên trong 2 phút đó thì ý tưởng và từ vựng rồi trật tự lập luận nó cũng nhiều hơn, tại các bạn biết vấn đề mà, thì mình sẽ nói nó tốt hơn, thì kéo điểm hơn. Thì trước mắt mình cứ học kiến thức thôi, còn cái phần nào mà thầy có đơn giản hóa là các bạn cứ đơn giản lại, chủ yếu các bạn cơ bản á, đơn giản hóa là để các bạn dễ nhớ, còn nói thì đương nhiên nói từ từ. Rồi ông bà cũng còn nhiều ha, thầy soạn ý là thầy chưa soạn hết còn thấy nhiều. Ông có bài ngắn đó các bạn, giống như bài mốt tới mình sắp tới mình học là bài về vấn đề là thời trang này, fashion, thì bài đó thì ý nó ngắn như thế này, đương nhiên bài thời trang này. Giống như nói về sở thích thời trang, mình bận quần áo gì, mùa gì, tại sao mình thích bận cái đó, liên quan tới lối sống của mình, cá nhân, tính cách của mình, ở nó nhiều lắm. Bài đó đi, cái bài đó mình học kèm được với bài tính cách nữa, tại vì thời trang quần áo sẽ liên quan tới tính cách người, hướng nội hướng ngoại gì đó, ở người việc công việc hay là người thích đi chơi đó, nó có liên quan tới thời trang. Cho nên thầy mới nói cách học mình là mình xài được nhiều bài. Rồi thầy đọc tiếp ha, có nhiều giải pháp có thể thực hiện để giải quyết vấn đề này, chính phủ ha, có thể cụ thể hóa là chính tay ra khỏi đất nước mình ha. Giải quyết những cái vấn đề về nguồn nước nè, thực hiện chính sách và chương trình để giải quyết, như là cải thiện về hạ tầng, các bạn biết hạ tầng không, dạng giống như là hệ thống ống nước hay đường nước sạch đó, cho cư dân đó, tại vì cái nước ô nhiễm này là do cái người dân họ xài mấy cái nước dơ đó, để họ sinh hoạt, để họ tưới tiêu đó, thì đương nhiên là nó ảnh hưởng ô nhiễm nhiều lắm đó. Thì cải thiện về hạ tầng này, cải thiện về hạ tầng là cái hệ thống của nó, và công nghệ xử lý nước này các bạn biết rồi, mình phải đầu tư vô những công nghệ xử lý nước để loại bỏ những chất độc trong nước, thì cái này là nhà máy nước nào cũng có ha. Rồi để có được nguồn nước sạch tốt hơn, và câu này cũng vậy, các bạn ghi gọn là không cần dài như vậy đâu. À, các bạn cứ nói thẳng vô luôn là chính phủ cải thiện, ghi thẳng luôn ha, không cần lấy cái dòng này đâu. Cái này là của bên phần học thuật đó, các bạn rút gọn luôn, các bạn nói thẳng luôn là chính phủ Việt Nam nên suất improve, cải thiện cái gì, suất improve ha, cứ cứ các bạn cứ tự ghi trước đi, thầy sẽ tự làm cho anh. Cải thiện về đó, quan trọng là lấy từ vựng này nè, chính phủ nên cải thiện về hạ tầng, chắc chắn rồi, cái này phải có, và công nghệ xử lý nước. Rồi.
Ok, để có nguồn nước tốt hơn, được thì học luôn cái này. Rồi tiếp ha, cá nhân thì nên có trách nhiệm cho ảnh hưởng của họ. Cái dòng này là thực ra bên trên đó, rút gọn được ha. Cụ thể đó là để tránh ô nhiễm nước thì sao? Ít sử dụng sản phẩm mà có đóng gói này, túi ni lông đó các bạn. Và tái tái chế hoặc tái sử dụng nhiều nhất có thể, phân loại rác đó. Cái này ví dụ nè, cái này ví dụ nha, là các siêu thị bây giờ là cung cấp những túi tái sử dụng nè, cũng như những thùng rác này, bay ra đây thùng rác này các bạn, để có tái chế về thủy tinh, nhựa với lại giấy nè. Thực ra các bạn đổi ý khác cũng được, các bạn nói ở nhà mình cũng được, không như thế là trong siêu thị. Ở những rồi cái túi mà phân hủy sinh học, hình như cái chữ phân hủy sinh học phần 1 mình có đó, các bạn đưa vô ha, tự đưa vô nha, cái này thầy chưa ghi hết rồi. Là người dân có thể sử dụng túi phân hủy sinh học để tránh gom tụ rác thải nè, biodegradable đó, còn còn một bên trên mình có nha, cái túi phân hủy sinh học nó biodegradable ở trên đó, nhớ nha. Chọn cái bài môi trường các bạn đừng buồn, chỉ một học thuộc luôn nha, chứ không phải là viết thông thường đâu, học thuộc luôn, bài này nhiều lắm. Sử dụng cái này siêu thị nha các bạn, không cần nói siêu thị cũng được, các bạn nói là gia đình cũng được nha, là có túi tái sử dụng này, hay là những cái túi mà phân hủy được rồi, trong nhà hay trong rồi có thùng rác phân loại có này các bạn. Không thích nhà thì thích trường học cũng được đó, mấy cái này các bạn tự chỉnh được này. Trường học cũng được này. Và đương nhiên cái kết quả mang đến là giảm thiểu về rác thải nha. Rồi cái này các bạn ghi gọn thôi, thầy sẽ tự thầy ghi cho các bạn. Rồi cái này tự các bạn ghi nghe, có cần nộp nữa đâu. Rồi, nói tiếp nha, giờ nói ha. Thì thầy dặn là cái bài nói của các bạn thì khuyên thầy kêu là các bạn sẽ ghi cái file, ghi lên trên Google Drive luôn, cứ chia từng câu rồi, cái chia từng câu giống như cách thầy làm là được ha. Ừ. Nói cứ chia từng câu giống như thầy làm là được. Và thầy cũng khuyên là cái phần 1 á, mỗi câu các bạn nên ghi 2-3 ý ha. Thậm chí là các bạn cơ bản chỉ cần là giữ ý và đổi từ cũng được cho nó quen, phải cố ghi ra các bạn mới nói, chứ ghi con câu các bạn nói con câu nhiều bạn khá nhiều cũng làm biếng cũng không có chịu ghi đâu. Ghi ra đi, cứ ghi ra đi, để mình tại cái việc ghi là chính là mình đang chỉnh lại ngữ pháp từ vựng đó, thì đó các bạn mới có cái đó, chứ không các bạn làm biếng nhìn vô con câu nó rồi, tại mình xài lại khác mà quá trời, thì cho từ vựng cả đúng thì soạn ta đóng luôn, các bạn xài chắc trình 10% chưa tới. Rồi ghi đi ha. Rồi bây giờ các bạn cứ ghi đi. Các bạn cứ ghi bao nhiêu câu nói bao nhiêu câu ha, từ bây giờ tới 11 rưỡi. Đúng ra vậy nè, thường á là trong cái tiết thực hành, cái tiết học, cái tiết thực hành của cái tiết cái kỹ năng nói của mình á, thường thì chia ra theo tuần, thì một tuần á thì thường là bữa đầu là một bữa là mình học lý thuyết, là học một hàng luôn. Trường hợp ví dụ học không kịp thì mình sẽ đưa cái phần 2 qua buổi tiếp theo cũng được, nhưng mà như thầy nói sẽ có bài ngắn bài dài. Còn nếu mà mình xong nhanh thì mình sẽ dành tiết thực hành nhiều, speed thì sẽ ưu tiên về vấn đề thực hành. Rồi và nhớ ha, từ bây giờ các bạn quen luôn là các bạn biết biết ý rồi đó, thì lúc mà thầy hướng dẫn xong các bạn ghi sẵn lên file Google Drive luôn. Có ghi giấy thì ghi thẳng lên file Google Drive luôn, tại tới bữa thực hành là chỉ cần share mail cho thầy là thầy bấm lên thầy nói luôn, hỏi hỏi các bạn nói luôn, nó nhanh hơn, thì thầy sẽ đẩy mạnh về vấn đề thực hành nhiều, kể cả các bạn khá cũng vậy đó. Lý thuyết thì thầy sẽ chỉ nhanh, sau này các bạn quen vấn đề rồi thì thầy sẽ chỉ các bạn rất là mau nắm lắm, rồi mình sẽ gói gọn lại, mình sẽ dành thực hành. Giống như hôm nay, đúng là hôm nay là thực hành này. Thì thầy ví dụ như hôm bữa, ví dụ bài nào ngắn đó, thì hôm bữa mình sẽ học luôn tới phần 2, và hôm nay mình chỉ thực hành thôi, từ 8 giờ rưỡi gì đó cho tới 11 rưỡi luôn, 11 giờ 11 rưỡi luôn ha, thầy ăn khuya thầy tỉnh lắm, thầy già từ 5 giờ chiều giờ chưa tỉnh. Rồi còn tiết tăng cường ngày mai nữa là chuyên bài khó, thì có thể cả lý thuyết thực hành, nhưng mà cái tiết thứ sáu ngày mai thì thường thầy sẽ ưu tiên lý thuyết nhiều hơn, tại vì nó phần 3 phần khó, và thường thì cái đó là chỉ cho các bạn khá là lấy lý thuyết để các bạn học, nhưng mà cơ bản học vô lấy học luôn nhé, học luôn, nói chung là ai cũng học hết đó. Cơ bản thì trên tinh thần vẫn là làm quen,
thì ngày mai thì sẽ nghiêng về lý thuyết nhiều, tuy nhiên bữa nào không kịp thực hành thì lấy đó lấy thứ sáu làm thực hành luôn em, cho nên các bạn ráng học đủ rồi gì nữa ta, rồi thứ bảy chủ nhật thì các bạn biết rồi, tiết riêng của các bạn nền tảng lấy bài hôm nay học lại đơn giản hóa lại, và nếu nắm vấn đề rồi thực hành luôn 2 bữa, chưa tính tới việc là nộp bài ha, thực hành xong rồi còn nộp thêm cái thu âm à, thầy chỉ luôn nè, thầy chỉ luôn đi cho bạn lắm. Thì nhắc lại ha, thứ nhất là các bạn sẽ ghi cái file Google Drive. Thì dạng này thứ nhất là từ bây giờ các bạn hiểu vấn đề rồi thì cái phần nói và viết luôn nha, nhớ là ghi trên Google rồi. Thì phần nói nè, thầy nói nè, là các bạn cứ ghi sẵn đi, thầy giảng tới đâu các bạn ghi tới đó. Rồi sau khi mà mình học xong tới bữa thực hành thì các bạn chỉ cần là share qua mail cho thầy, share một lần được rồi. Là mình thực hành tại lớp đó, mình thực hành tại lớp. Rồi xong khi mà mình học xong cái tuần speech ở nhà các bạn ôn tập này nọ rồi nộp lại bài á, thì các bạn sẽ thu âm trên điện thoại, trên máy gì đó cũng được. Sau đó các bạn sẽ bấm vào cái mail của các bạn. Rồi có soạn thư nè. Rồi ghi cái email của thầy lần nữa. Cứ ghi email của thầy vô bình thường. Đó, rồi đính kèm thôi. Thì thứ nhất là các bạn sẽ đính kèm là nó có cái chế độ đính kèm nè. Đó, các bạn bấm cái này các bạn chắc không biết rồi. Bấm vô là để mình đính kèm cái file audio của các bạn. Rồi cái thứ hai là đính kèm một lần nữa cái file Google Drive, dù sao cái file đó cũng có chia sẻ sẵn rồi thì các bạn đính kèm là thôi, tại vì sao thầy sẽ kiểm trên mail cho nó dễ à, thầy sẽ bấm mail với mail bay nhảy qua để coi luôn cả cái thu âm với lại cái file, tại vì thứ nhất là thu âm là chỉnh âm thì chắc chắn, cái thứ hai là cái file thì coi là ngữ pháp từ vựng ý các bạn ghi làm sao. Rồi tới sau này các bạn khá rồi thì hầu như là cái này thì không cần bắt buộc là bài nào cũng nộp, bạn thích nộp cái nào thì nộp cái đó, tại vì khá thì là nói tốt rồi, chủ yếu quan trọng cái kiến thức và từ vựng thôi, đó các bạn tự làm được ha. Nói chung càng cao thì các bạn tự học phải càng nhiều, sau khi được hướng dẫn ở nhà phải tự học nhiều tại vì nhiều lắm. Rồi thì lúc đó là chủ yếu thầy sẽ sửa các bạn cơ bản là nhiều, nhưng mà ai thích thì các bạn khá có tự do muốn nộp bài nào nộp hay nộp nhiều bài trong một mail cũng được luôn, tại các bạn khá đã nói rất là nhanh đó. Còn gì không ta? Rồi còn cơ bản thì cứ nói từ từ nha. Cơ bản thì ngược lại làm bao nhiêu nói bao nhiêu, không bắt nhiều. Còn các bạn khá thì trên tinh thần là nói full ha. Rồi nhớ là rồi bây giờ các bạn cứ ghi đi, ghi được nhiều như nhớ là ghi một câu nhiều câu trả lời ha, hay là một câu trả lời trước cũng được tùy các bạn. Rồi cứ ghi đi. Sau khi ghi xong là gửi cái mail cho thầy ha. Thầy gửi trước nó trước luôn. Thầy sẽ canh cái mail rồi, à, mail kia. Thầy sẽ canh cái mail nó hiện rồi nó luôn. Còn sửa gì đó thì chút nữa thì sửa là biết nó giống như bạn các bạn gửi nó hiện lên là thầy bấm lên luôn á, share ngoài cho thầy là được, share trước thôi nha, share trước thôi, còn chừng nào về thu âm riêng thì gửi lại cái mail lần nữa cũng đính kèm 2 cái để thầy đưa cái mail vô hết làm được, các bạn cứ ghi lên đi. Thì do hôm nay lý thuyết nhiều quá, tuần này lý thuyết nhiều quá cho nên các bạn ghi bao nhiêu nói bao nhiêu nhé, rồi còn ngày mai còn cuối tuần nữa. Cuối tuần thì các bạn cơ bản thì cứ cái mail cũ, cái file Google Drive cũ của bạn cứ bổ sung lên là thầy thấy rồi. Thầy coi thôi là bắt các bạn nói bình thường. Rồi ghi đi ha các bạn. Làm đi các bạn, thầy đợi đó. Tại bây giờ còn tới 11 rưỡi là thoải mái. 12 giờ đêm cũng được. Thầy thức khuya lắm. Rồi cứ làm đi các bạn.
Rồi cũng được. Ok, thì em còn cuối tuần mà, thứ bảy chủ nhật. Nói chung là ai cũng được nó nhiều, quan trọng các bạn có xuyên. Nhưng mà nhớ làm ơn đừng kêu đợi đợi thầy kêu nhắc qua nha. Trời ơi. Ngồi ngồi đợi không cũng đã mất thời gian rồi. Còn đợi thì nhắc. Nhưng các bạn phải chủ động hơn. Biết mình học xong bài này chắc chắn là có nói rồi thì có lo học trước, ví dụ như mốt cũng vậy ha, học xong lý thuyết rồi các bạn lo bấm liền, khỏi cần ghi giấy cũng được, cứ ghi lên Google ra sẵn đi, ghi giấy chỉ cho nó cực, ghi sẵn đi trời, tại vì các bạn ghi ra giấy họ ghi lại Google ra làm biếng, thử cái dòng làm biếng sợ ai cũng làm biếng mà, cái dòng mà mình làm trên giấy không dễ dễ làm biếng, nhiều khi các bạn làm biếng bấm máy ghi giấy, mà ghi giấy thì kêu bấm lại chắc chắn phải bấm lại để kiểm chứ sao kiểm, hay làm biếng nữa. Trời đời nhắc lại nó lắm. Hả? Thà các bạn xin nộp một đống bài để thầy sửa từ từ cũng được, chứ đừng có đợi chưa nộp bài chưa nhắc nha. Chỉ trường hợp là các bạn thật sự giỏi rồi thì thầy không nhắc nữa. Đó, cái bài đó bác phải tự biết rồi, tự chủ động rồi. Đó, giống như bạn nào khá thì có nói nó cái đó không bắt nữa. Writing speech luôn, các bạn làm tốt rồi thì chấm ok rồi thì thầy không bắt nữa. Nhưng mà cái tình hình bài nào mà các bạn còn bị sai nhiều nhớ vẫn phải lo nộp nhé. Chỉ trường hợp các bạn khá rồi, quá nhiều rồi thì thầy thường đánh giá trong bài đó. À, giống như bé Ngọc này, rai có bài cứng bài những còn bị sai thì cứ nộp chưa đều, dù nộp sao cũng được nhưng mà các bạn nhớ là có nộp nhé, thì đúng là công chuyện thầy nhiều thiệt nhưng mà nhớ nộp đi, cứ nộp thì thầy sẽ tắt và sửa một lần. Tiếng mà cái môn này bản chất môn này nó thi liên tục, các bạn biết là bây giờ thi máy tính là ngày nào mà cháu thi đó. Đó, thầy phải cập nhật đề liên tục, phải canh đề cho các bạn rồi sao nữa ta, rồi soạn bài nữa, rồi soạn mà soạn theo cái hướng cho các bạn học là phần nó phải giống nhau nữa cho các bạn dễ học, chứ không phải thầy học đâu, nên ra là nó cực như vậy, nó phải ghi ra, nhiều khi trong quá trình giảng là bắt đầu thầy thấy nó có cái dễ hơn hay hơn thì về phải chỉnh lại đó. À, giống như cái này nè, thầy ghi đây là thầy nhắc thầy á. Nhưng mà các bạn đương nhiên các bạn thấy làm được cứ làm đó, giống như mấy cái này thầy còn sẽ thêm mấy cái vàng là ý là thầy sẽ tự này về thầy chỉnh nữa nè, đó, trong quá trình dạy nó lòi ra một đống luôn, có thể có nghĩa là những cái này thầy sẽ nghiên cứu cái bài học thuật khác nữa, tài liệu học thuật của giám khảo hoặc là những cái tài liệu của những cái bài lớn, những bài học thuật lớn thầy đưa vô và tách ra cho các bạn học. Cái này nhiều lắm, cái vấn đề môi trường mình gọi là liệt kê đóng luôn. Chứ hai cái này đâu, có nghĩa là thầy sẽ ghi ra nhiều cho các bạn thích cái nào lấy cái đó. Đó, các bạn cảm thấy cái nào dễ nhớ phù hợp với các bạn thì lấy vô, với là mình học để mình xài cho bài khác nữa. Ừ, nhớ nha. Rồi bây giờ tới 11:30 các bạn cứ ghi đi, ai ghi trước ai gửi trước rồi nói trước thôi, còn không nói kịp thì có gì đâu, các bạn cơ bản còn cái tiết thứ bảy chủ nhật. Còn khá thì còn ngày mai đó, ngày mai thì còn ba chứ làm luôn speak Nhung này nói được, trời quá lâu rồi không nói với thầy chắc không, rồi cứ làm đi ha các bạn, thầy đợi đó.
Nhớ nha, các bạn cơ bản ghi đơn giản thôi nha, không cần nhiều đâu. Hồi nãy thầy có chỉ đơn giản từ hôm bữa tới hôm nay luôn rồi đó. Ghi gọn thôi, có cứ ghi gọn thôi ha. Có thiếu hay cái gì đó thì để thầy sẽ chỉ, thầy sẽ bổ sung hoặc là thầy chỉ cho em bổ sung. Cho nên các bạn cơ bản cứ thoải mái thôi, đơn giản là được, dễ hiểu rồi. Còn ai khá thì tự biết rồi. Con nhiều nói
Trời ơi, thôi, vậy đi. Hôm nay hai mấy giờ còn 12. Dù sao bài cũng lý thuyết nhiều. Giờ để rồi thầy cho các bạn cứ cứ soạn đầy đủ đi ha. Cứ soạn đầy đủ luôn. Rồi cứ soạn đầy đủ luôn. Ngày mai thứ sáu thì các bạn vẫn học bình thường ha, học bên lớp để chúng ta thầy đưa lại cái link cho bạn nào chưa vô. Thì gửi vô lớp đó các bạn vô, lớp tăng cường đó. Các bạn cơ bản vẫn vô nhé, vô để làm thêm cái phần quan làm quen thêm một phần nâng. Rồi ngày mai thứ sáu vẫn bình thường ha. Rồi kịp thì ngày mai thứ sáu mình sẽ thực hành luôn. Nếu mà các bạn soạn thì nói chung soạn bao nhiêu nói bao nhiêu ha. Các bạn cơ bản còn khá thì thầy nói rồi, các bạn khá nhiều bài lắm chứ mới đâu, kể cả các bài chủ đề cũ nữa. Rồi các bạn cơ bản được cái tiết thứ bảy chủ nhật nữa, chú soạn kỹ đi thứ bảy chủ nhật mình nói ha. Nếu mà tới đó mà hầu như các bạn nắm lý thuyết rồi thì thầy vẫn giảng là ngữ pháp từ vựng nhưng mà nó nhanh hơn, tại vì các bạn biết nắm vấn đề và thầy sẽ lướt nhanh hơn, do ôn lại rồi chỉ lại nào cho các bạn nắm rõ về ngữ pháp nào. Còn từ vựng thì có sẵn hết rồi à. Đó, cái lợi thế của các bạn học trong tuần kết hợp cuối tuần là như vậy. Rồi đương nhiên là nói đã luôn ha. Rồi thầy dặn là ngày mai thì tăng cường thì mình nhớ là cái tiết mình 6 giờ hoặc 6 rưỡi ha. À, cho đến 8 rưỡi hoặc 9 giờ thường là học cỡ 2 tiếng trở lên rồi. Rồi thứ bảy chủ nhật thì cũng dạy 1 tiếng rưỡi hoặc có khi toàn 2 tiếng luôn á. Cho nên là nói rất nhiều nha. Nhớ xuyên, thầy chỉ kêu các bạn là ráng lo ghi bài đi. Trời chứ ngồi đợi không mà. Đúng là hôm nay là các bạn có bài rồi đó. Phần 1 đó. Hôm nay chỉ phần 2, nhiều khi cho là phần 2 chưa nói kịp thì lấy phần 1 nó cũng được. Không rốt cuộc. Nhưng mà thôi, tại bữa chưa có chỉ, coi như chưa chỉ thì nhưng mà các bạn khá chắc chắn phải biết rồi. Rồi tới đây đi ha, tới đây trước thôi. Các bạn cứ cứ ghi sẵn đi. Để có sẵn bài, tại vì nên nhớ là một câu hỏi là mình sẽ nhiều câu trả lời ngay chứ không phải một câu. Rồi cái phần 2 này là cũng sẽ thầy khuyên luôn. Mặc dù hồi nãy thì kêu các bạn chọn một cái nhưng mà nhà trống cứ ghi thêm mấy cái nữa đi. Còn một đống này nữa là thầy sẽ bổ sung cho các bạn thêm ha. Càng nhiều càng tốt mà. Học đi để các bạn còn sợ bài khác nữa chứ không bài này học nữa. Chưa được 2 tiếng rưỡi nữa, cái gì ráng học nhé. Rồi hồi tới đây được hả các bạn, 2 tiếng mấy còn chưa vào tới rồi, nhưng mà thôi tới đây thôi cho các bạn đỡ mệt. Giờ viết nữa cũng không kịp mà nói nữa cũng không kịp, cũng kịp thôi mà sợ các bạn đuối thôi. Rồi vậy thì ngày mai và thứ bảy chủ nhật tiếp ha. Rồi tới đây hả các bạn, nhớ ghi sẵn nha. Chào các bạn.